À, thầy chào con. Con chào thầy ạ. À, con tên là gì? Con tên là Đỗ Ngoài Hải Phong. À, con ở đâu? Con ở khoa Trung ương Bí Quảng Ninh. À, thế bây giờ thầy hỏi con nhé, con đến đây trên Việt Trung Lâu Viên Tử tu học một khóa tu mùa hè. Lần thứ mấy con đến đây? Lần thứ hai ạ. À, con cần nói cảm nhận của con đến đây tu học một tuần cho mọi người nghe. Con thưa thầy là ở đây rất vui. Con học được nhiều điều bổ ích và có ích ra xã hội, như là không được sát sinh, sát lại những loài con vật, hay là không nói dối, hay không nói dối ạ. Thế con cảm thấy ở đây con có vui lắm không? Con có ạ. Và hôm qua chúng ta tổ chức một chuyến đi ra ngoài ở leo núi, thì con thấy hôm qua con đi như nào? Hôm qua con đi cũng... Con nói đầy đủ con này hôm qua... Ngày hôm qua con đi cũng hơi mệt, nhưng mà con vẫn cố sức con leo đến tận đến đỉnh. Đỉnh gì? Đến đỉnh chùa Đồng. À, được rồi, thầy cảm ơn con. Chúc con về ngoan học giỏi.